Cảnh giới thấy được khi tinh thần an định. Khi luyện tập tiên thiên khí công đạt đến an định, tức là không còn vọng tưởng, bạn chẳng những sẽ có được trạng thái vĩ lạc như đã nói ở phần trước, mà còn thấy được nhiều cảnh giới lạ. Tùy theo mức độ an định mà cảnh giới hiện bày, những cảnh giới này có thể thật và cũng có thể giả do vọng tưởng còn sót lại hiện ra. Tinh thần an định thì sáng như gương, mà đã sáng thì hình ảnh hiện ra rất dễ dàng. Còn tâm vọng động thì như nước đục, không thể nhìn thấy đáy. Điều đặc biệt, quan trọng cần nhớ là chúng ta không bao giờ bị lôi cuốn theo cảnh giới lạ này. Luyện tập tiên thiên khí công cũng mong cầu ở các cảnh giới hiện ra khi tâm đã vắng lặng. Có khi, cảnh giới cũng hiện ra sau khi bạn không còn ngồi nữa, tức là lúc bạn đang ngủ. Những cảnh giới này gần giống như chiêm bao, có khi thấy cảnh xấu, có khi ta thấy ta đang bay bổng trên không trung, hay đến một nơi đầy hoa thơm cỏ lạ, gặp những tiên nữ đang múa hát, vân vân. Những cảnh giới này giúp ta có nhận thức về các thế giới khác hơn thế gian. Từ đó, chúng ta sẽ có được những nguồn vui trên con đường khai mở tâm linh. Kinh Phật cũng dạy là khi nào lục căn không còn dính mắc lục trần thì sẽ có lục thông, sẽ có được minh tâm kiến tánh. Từ chứng nghiệm những trạng thái thấp của tâm linh, ta có thể tin chắc rằng lục thông, minh tâm kiến tánh là điều có thể đạt được nhờ tâm an định. Có điều, muốn tiến lên thì phải dụng công luyện tập thật nhiều. Đồng thời, phải tránh phạm những điều kiêng cử, những điều cấm kỵ và thực hành những đức tính tốt, thiểu dục, phát tâm rộng lớn, dẹp bỏ những tham vọng, hận thù. Điều có thể đạt được tương đối không khó khăn nhiều, đó là đến một trình độ nhất định, ta sẽ nhìn được mọi sự vật y như thật bằng trí tuệ, bằng sự sáng suốt đặc biệt, chứ không phải bằng si mê, bằng sự u tối. Khi thấy được thân không thật, thấy được đời sống là giả tạm, thế gian là khổ, thì người ta sẽ có một cuộc sống thoát tục, tự tại, ngay trong tiền kiếp, và rất bình an khi ra đi. Tiên thiên khí công luyện tập thâm sâu cho ta trạng thái vĩ lạc, cho ta những trạng thái khác lạ, khác của tâm linh, và qua cái cầu này, ta đi vào con đường an vui và hạnh phúc, chứ không được dừng lại ở những cảnh giới lạ hay trạng thái an định và vĩ lạc. Chúng tôi vẽ thật rõ con đường để bạn hướng về và đạt được mục đích là hai vấn đề khác nhau. Hướng về với công dụng và dụng công đúng cách, bạn sẽ dần dần tiến gần với mục đích hoặc đạt đến tới mục đích sau cùng. Chúng tôi cũng đang hướng về như bạn. Chúng ta cùng nhau hướng về mục đích cuối cùng qua tiên thiên khí công. Vấn đề là khi đã thấy đường, đã tin vào con đường được vạch rõ thì phải đi, không quay đầu lại, đừng dậm chân tại chỗ, lại càng không nên đi ngược chiều. Dậm chân tại chỗ thì không tiến, đi ngược chiều thì càng lúc càng xa. Thiền sư Thiên Trúc Đạo đã dùng tiên thiên khí công để ngừa và trị bệnh, để điều hòa thân thể, sau đó dùng phương cách luyện tập cao để điều hòa tâm linh. Nhờ đó, thiền sư có tuổi thọ rất cao, không bệnh tật, không lệ thuộc vào việc ăn uống, nên thời gian luyện tập rất nhiều. Hiện chúng tôi không biết người ở đâu, còn sống hay đã viên tịch. Chúng tôi có đến đảo Hòn Tre để tìm tin tức, nhưng chỉ thấy một nền chùa với một chùa lá và một vị sư trẻ đang lưu trú tu hành.